Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Người là ai? Tiểu ca ca, huynh đừng lên tiếng. Chỉ cần huynh giữ được mạng cho tôi thì huynh muốn gì cũng được. Gì cơ? Áo của tôi bị sao ấy? Sao vậy mỹ nhân? Để ta xem nào. Người đâu? Mau đuổi theo, cô ta còn sống đấy. Nhanh lên. Người đâu? Mau kéo ta lên đã. Đứng lại. Đừng đuổi nữa. Xem này. Sao nàng còn chưa ngủ? Chàng cũng chưa ngủ mà. Quân của Vân gia thế như trẻ tre, quân đội nước ta không thể chống nổi. Chàng hãy bàn bạc với các đại thần. Chuyện quốc gia đại sự thiếp không hiểu. Diệu Hoa, thật ra ta cũng không muốn là đại vương. Ta chỉ muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, sống cuộc đời thần tiên. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Sao lại bắt ta chịu sự đau khổ này? Tình hình tệ như vậy sao? Dân cuồng thật sự quá mạnh. Quân đội của ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn đến, chưa đánh đã đầu hàng rồi. Ta rất sợ. Ta sợ giang sơn mà liệt tổ liệt tông gầy dựng sẽ bị hủy hoại trong tay ta. Ta sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, mãi mãi không thể rửa hết tội. Ta sợ. Người là đại vương, là nam nhi, người sợ như vậy thì thiếp biết làm sao? Diệu Hoa, nàng cũng muốn bỏ rơi ta ư? Người nghĩ nhiều rồi. Thiếp buồn ngủ lắm, người cũng nghỉ sớm đi, đừng để mệt quá. Thật ra điều ta sợ nhất là không thể thực hiện lời hứa với nàng. Ta đã nói sẽ phong nàng làm hoàng hậu, không quan trọng.
quốc gia đại sự là việc trọng. Quốc gia đại sự là việc trọng. Ông trời, sao lại tàn nhẫn như vậy? Khó khăn lắm tôi mới có được vị trí này, nhưng tại sao lại biến nó trở thành một giấc mộng? Một giấc mộng đến nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Một đại vương không thể bảo vệ chính mình thì sao có thể bảo vệ ta được? La Phong, người là tên lừa gạt, người cũng giống như Lữ Hạc, đều là đồ lừa gạt. Đúng rồi, Dân Cuồng, Lạc Nhi đã lấy Hải Thiên, vậy thì Dân Cuồng, ta vẫn còn cơ hội, ta vẫn còn cơ hội. Nương nương, sao cô ấy lại bị nhốt ở đây? Bẩm nương nương, vốn định đưa cô ấy ra khỏi cung, nhưng cô ấy đã được nhận phong hiệu của Tiên Dương, cũng coi như một công chúa. Đại Dương mới ân điển giữ cô ấy lại. Giữ cô ấy lại cũng không nên nhốt cô ấy như vậy. Nghe nói cô ấy bị điên. Được rồi, mau thả cô ấy ra. Dân. Sau này, những thứ ở đây đều phải giống như trong cung của ta vậy. Không được bắt nạt, ngược đãi cô ấy. Ta sẽ thường xuyên đến thăm cô ta. Ai dám bắt nạt ngược đãi cô ta, ta sẽ trừng trị thật nặng. Nghe rõ chưa? Dân ạ, các ngươi lui xuống đi. Dân Khương, đừng khóc. Sau này chỉ cần ta ở đây, ta sẽ không để muội chịu khổ. Chúng ta là tỷ muội tốt, đúng không? Trên thế gian này không có ai đáng tin cả. Bọn họ đều gạt ta, hại ta. Chỉ có muội thật lòng với ta, cho dù muội điên cũng được, ngốc cũng được, ta không để ý. Chỉ cần muội thật lòng với ta, ta sẽ mãi mãi tin tưởng muội. Chúng ta đáng thương giống nhau, không có chỗ dựa. Muội yên tâm, ta biết nỗi khổ trong lòng muội. Ta sẽ không để ai làm hại muội nữa đâu. Cô nương, cô nương, có chuyện gì cũng đừng nên làm như vậy. Chàng nói xem, thiếp có chỗ nào không bằng cô ta? Nếu hôm nay chàng không nói rõ, thiếp chết cho chàng xem. Chàng thật độc ác. Được. Cô nương, đừng có nghĩ quẩn, để tôi giúp cô gọi anh ta.
Này, này, mau dậy đi, có người vì huynh mà đòi tự tử kìa. Sao huynh lại độc ác như vậy? Mạng người quan trọng mà. Phiền chết đi được. Chàng được lắm, chàng giỏi lắm, thiếp sẽ khiến chàng phải hối hận cả đời. Muốn chết thì đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến chỗ ta ngắm cảnh. Cầu xin cô đấy, được không? Chàng nói gì? Chàng bảo ta chết đi ư? Cô nói gì vậy? Ta nghe không rõ. Chàng có từng yêu tiếp không? Dạo này sao thế nhỉ? Sao toàn nghe thấy những câu mà mình không muốn nghe thế nhỉ? Chàng cho rằng thiếp không dám nhảy đúng không? Ngủ một lát đã, buồn ngủ quá. Ngủ thôi. Cô ấy nhảy thật kìa. Này, tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng. Sau này bất kể cô nhảy sông hay nhảy xuống biển, tôi cũng sẽ không cứu cô đâu. Nghe rõ chưa? Tiêu Huy, số cuộc thiếp có chỗ nào không bằng cô ấy? Cô không có điểm nào thua kém cô ấy. Chỉ là cả đời Tiêu Huy này chỉ yêu một mình cô ấy thôi, hiểu chưa? Tiêu Huy, Tiêu Huy, tiếp hận chàng. Cô nương à, thật ra kiểu đàn ông chung tình như huynh ấy không có nhiều đâu. Cô nghe tôi nói, nếu hôm nay huynh ấy vì cô mà bỏ rơi người khác, thì cũng có một ngày huynh ấy vì người khác mà bỏ rơi cô. Cô nên thấy vui mới phải, ít ra cô cũng không yêu nhầm người. Còn nói là không yêu nhầm người ư? Chàng không yêu tôi. Còn nói là không yêu nhầm người ư? Thank you.
Chàng trai si tình lại đến rồi. Huynh Quốc đâu? Huynh không biết hôm nay có cuộc thi đấu ư? Kim Mama đã đưa các cô ấy đi biểu diễn rồi. Sao cơ? Tôi đã nói rằng những trận đấu tôi không tham gia thì không cho cô ấy đi kia mà. Chỉ trách huynh lười quá thôi. Một tháng chỉ tham gia 2-3 trận, sao có thể thỏa mãn được Kim Mama chứ? Khốn kiếp. Dám đánh với ta, ngươi xứng sao? Đừng cho rằng mình giỏi. Nếu Tiêu Huy đến thì ngươi có thắng nổi không? Tiêu Huy không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Nếu không, vì ngươi đã thua liên tiếp 5 năm rồi, người ta muốn giữ sĩ diện cho ngươi thôi. Hãy để dũng sĩ của chúng ta nhìn thấy chiến lợi phẩm của anh ấy. Người sao vậy? Không phải bà nói tôi chỉ cần tốt với mình Tiêu Huy thôi ư? Hắn đã bao lâu không đến rồi? Trong giao hắn ta hết khí trời để sống à? Kim Mama, có vấn đề gì sao? Làm gì có vấn đề chứ? Năm xưa không phải ta cứu ngươi thì ngươi đã làm mồi cho sói rồi. Bây giờ là lúc ngươi báo ơn đấy. Mau đi đi. Mau buông cô gái của ta ra. Tiêu Huy, cút đi. Lát nữa tôi sẽ xử lý bà. Ta nói một lần nữa, buông cô gái của ta ra. Ngươi đừng cho rằng mình võ công cao cường, cũng đừng quên quy tắc trên võ đài. Người thắng sẽ được cả người và chiến lợi phẩm. Nếu ngươi muốn đánh thì ta sẵn sàng. Được, bây giờ ta sẽ đánh với ngươi. Ngày mai đi. Người nói gì? Trận đấu hôm nay đã kết thúc rồi, muốn đấu thì để ngày mai. Nhưng nếu đợi đến ngày mai thật thì đợi mà đi đôi giày cũ của ta đi. Khốn kiếp. Người vi phạm quy định sẽ mãi mãi không được vào đấu trường. Người sẽ mãi mãi không được gặp cô ấy nữa. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu Tiêu Huynh thật sự thích chiến lợi phẩm của ta, cũng không phải không thể thương lượng được. Người hãy ở đây.
trước mặt mọi người quỳ xuống cho ta. Ngươi đánh đi, đánh đi. Tiêu huynh, đừng mà. Nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Lẽ nào huynh muốn quỳ trước mặt hắn ta thật ư? Tiêu huynh, nếu huynh quỳ thật, cả đời này chúng tôi sẽ coi thường huynh. Đồ hèn, đồ hèn, đồ hèn. Quỳnh Quốc, nàng có biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng rồi. Hôm đó trời nổi gió lớn, nàng đứng ở trên võ đài giống như con chim nhỏ đang sợ hãi, mỏng manh, yếu đuối, khiến người khác không dừng được muốn giang tay ra ôm lấy nàng. Vậy nên ta đã thắng được các dũng sĩ trong thành. Ta còn tưởng rằng sẽ có được nàng. Ai ngờ nàng lại đâm ta một nhát. Sau đó nàng nói với ta, trong lòng nàng đã có người khác rồi, tuy rằng người đó không yêu nàng, nhưng nàng vẫn nguyện một lòng với người đó. Vậy nên ta chưa từng làm khó nàng, cho đến khi nàng thật sự đồng ý vì ta mà mở rộng trái tim. Nàng nói xem, ta đợi nàng lâu như vậy, cuối cùng cũng mới kết quả, làm sao có thể để người khác cướp mất nàng? Đều tại ta không tốt, ta quá lười biếng, không chịu lên võ đài rèn luyện. Không, là tại thiếp không để chàng đi. Thiếp sợ chàng bị thương, sợ chàng chảy máu. Ta không sợ, vì nàng mà mất đi giọt máu cuối cùng, ta cũng cam lòng. Từ ngày mai ta sẽ lên võ đài tập luyện, cố gắng kiếm tiền, cho đến khi chuộc được nàng về. Chàng biết không, lần đó thiếp rơi xuống vách núi, thiếp thật lòng muốn tìm cái chết, bởi vì thiếp cảm nhận cuộc đời mình bị bóng tối bao trùm, là khiến chàng thiếp sống trở lại. Chàng mang đến cho cuộc đời thiếp ánh sáng, để cuộc đời thiếp không còn gì phải hối tiếc.
Ai dám thách đấu với dũng sĩ Tiêu của chúng ta? Các người đừng cười, có gì đáng cười đâu chứ. Thần Hổ, hôm nay ta nhất định phải thắng trận này. Để giúp đại ca được không? Tiêu ca ca, đệ coi huynh là hình tượng sùng bái trong lòng đệ. Nhưng huynh... Thần Hổ, không phải à? Ai đồng ý đấu với Đô Hèn? Thắng cũng chẳng vinh quang gì. Các ngươi, ai muốn Tiêu dũng sĩ chui với hắn mình nào? Muốn thì đánh luôn. Đánh thắng sao có được cô gái kia? Tiêu đại dũng sĩ của chúng ta lại đóng vai Đồ Hèn rồi, đúng không nào? Đại ca, nhìn cái gì? Đánh nó cho ta. Hay lắm, đánh đẹp lắm. Đánh đi. Định làm gì hả? Các vị, hôm nay ngày xấu, không hợp đi thi đấu. Mời các vị về để hôm khác chúng ta thi tiếp. Về thôi. Kẻ trộm, các người còn đứng đó làm gì? Để trộm lấy mất tiền rồi còn không mau bắt nó lại. Này, Hỷ Băng, ngươi là ai? Mau buông ta ra. Lữ Lạc đây, ta là Lữ Lạc. Trời ơi Lữ Lạc, sao tỷ lại ở đây? Nhìn kìa, cô ta đó, mau đuổi theo cho ta. Chết rồi, chết thật rồi. Mau chạy theo muội. Có chuyện gì thế? Ta không rảnh để kể đâu. Đứng lại. Còn tiểu tặc này, người muốn chết à? Chạy gì mà nhanh thế hả? Đại tỷ, mọi người chạy cũng nhanh thật đấy. Có gì đâu, ta trả lại tiền cho mọi người là được mà. Cô lấy tiền của người ta hả? Ta có thể đi được chưa? Người nghĩ đơn giản quá đấy. Vậy bà còn muốn gì? Nói cho cô ta biết, ở đây nếu đã là giặc mà bị bắt được thì sẽ thế nào? Sẽ bị cắt tay. Ta xin các người đừng chặt tay ta. Đừng chặt tay. Được rồi, ta biết muội muội của ta trộm tiền của các người là không phải. Nhưng tiền đã trả lại các người rồi. Hãy nể mặt ta tha cho cô ấy đi. Trông cũng tuấn tú đấy chứ. Người là nam hay là nữ? Quỳnh ấy là nam, là bạn thân của ta. Thế hả? Được, ta sẽ cho người một con đường sống. Người xem ra cũng có chút hương sắc. Hay là đến Hoa Mãn Lầu chúng ta phục vụ khách 10 ngày. Chuyện này ta sẽ bỏ qua. Hoặc không thì bảo bạn thân của người đến võ đài của chúng ta đánh một trận. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ bỏ qua. Thế nào? Hai con đường các ngươi tùy chọn. Đến Hoa Mãn Lầu có được ăn no không? Tất nhiên, ta chưa từng ngược đãi các cô nương. Được rồi, chúng ta chọn thi đấu. Muội có nhầm không hả? Nữ nhi danh tiết là quan trọng nhất, sao lại vào chốn đó được? Chúng ta chọn đấu võ. Được, ngày mai ta sẽ đợi các người ở võ đài. Nói phải giữ lời. Nếu người thua, cô phải ngoan ngoãn theo ta về Hoa Mãn Lầu. Các người trông coi chúng, không được để chạy trốn. Vâng. Mời vào đây. Tỷ thật là, sao lại đồng ý thi đấu chứ? Xem tỷ kìa, chân yếu tay mềm thế này. Tỷ vốn dĩ không đánh thắng được đâu, nhớ bị thương thì sao?
đánh không thắng, nhưng ta muốn thử. Dù gì cũng là một cơ hội. Nói cho muội biết, nữ nhi không được tùy tiện đến những nơi phấn hoa lầu xanh, danh tiếp cả đời tiêu tan đấy. Cái danh tiếp của muội quan trọng hay tính mạng của tỷ quan trọng? Thôi, cứ để muội tới Hoa Nguyệt lầu đi, đừng có tự hủy hoại chính mình. Muội biết tỷ là thiên kim đại tiểu thư, không hiểu thế nào là gian nan thế đạo. Tất cả là tại cái tên Vân Cuồng. Nếu không tại hắn, muội không phải sống lang bạc thế này, đến cái đất này chịu tội. Muội vừa nói ai? Vân Cuồng. Trưởng quầy, mời Dung à. Trưởng quầy đâu? Đến đây, đến đây. Mọi người dùng gì ạ? Mang tất cả rượu và đồ nhắm ngon ra đây. Dân dân, có ngay ạ. Là hắn. Tỷ biết hắn à? Sao thế này? Đồ hèn cũng vào quán ăn sao? Đến nhầm chỗ rồi. Người muốn ăn muốn uống thì vào chuồng ngựa đi. Vì ngươi và ngựa giống nhau, đều để người ta cưỡi. Trưởng quầy, dân, cho ta 10 cái bánh bao, một bò rượu ta mang về. Thế nào trưởng quầy? Các người ở đây bán cả đồ ăn cho ngựa à? Xin lỗi Tiêu công tử. Ta hiểu, ta đi chỗ khác mua. Đợi ta một lát. Này, ngươi gọi ta à? Không nhớ ta sao? Lần trước ở bên bờ sông có một cô nương. Cô ấy là tỷ huynh đệ à? Này, tiểu đệ không thấy những người đó đều ghét tôi, khinh thường tôi sao? Sao lại cho tôi đồ ăn? Không sợ bị bọn họ bài trừ à? Ta tin ngươi là người tốt. Người tốt thể hiện trên mặt sao? Người đàn ông chỉ chung tình với một cô nương duy nhất thì chẳng thể xấu được. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Không có gì, ngươi về đi. Định ăn bánh bao không thôi à? Uống chút rượu chứ nhỉ? Thần hổ. Tiêu đại ca, này, có ăn có uống, nhất cử lưỡng tiện. Thời gian một tuần hương, nằm xuống coi như là thua, đứng vững là thắng. Mọi người có vấn đề gì không? Nếu cả hai cũng đứng vững thì sao? Thế thì sẽ đấu lại. Nếu ta đứng vững từ đầu đến cuối thì sao? Ngươi ư? Nếu 3 lần liên tục đứng vững trên võ đài, ta sẽ coi như ngươi thắng. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng không ép đâu. Võ sĩ của ta, ngươi tùy chọn. Lạc Nhi, muội thấy hay là để muội đến Hoa Mãn lầu đi. Định ta đi, ta sẽ trụ được. Là ngươi. Chọn ta đi, coi như ta trả nghĩa cho ngươi. Ta thấy ngươi là người tốt, ta cho ngươi 2 chiếc bánh bao, không cần ngươi báo ơn. Chết thật rồi. Được, trận đấu bắt đầu. Lạc Nhi, đứng lên. Đứng lên, Lạc Nhi.
Lạc Nhi, đừng đánh nữa, cứ để muội đến Hoa Mãn Lầu đi. Không sao, muội tránh ra. Người không muốn sống nữa à? Ta cho người thêm vài cú đạp nữa là người chết chắc. Đừng đứng dậy. Người đừng bò dậy nữa, đừng miễn cưỡng chính mình. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, tiểu huynh đệ, đứng lên. Lạc Nhi, đứng lên. Lạc Nhi, đứng lên, tiểu huynh đệ. Hương cháy hết rồi. Hay lắm. Lạc Nhi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta có cơ hội rồi. Vui gì chứ, còn sáng mai nữa cơ mà. Người có chịu được không? Lạc Nhi, không sao chứ? Danh tiết muội chẳng đáng gì cả. Sao tỷ phải mạo hiểm tính mạng vì muội? Ta biết muội không màng danh tiết, nhưng muội cũng nên tôn trọng chính mình. Muội tự hỏi lòng mình xem, muội thực sự muốn đến đó không? Nếu những người khách ở đó không đáng ghét, lại được ăn được uống, ta tiếp khách được chọn lựa. Muội muốn Hoa Mãn Lầu đóng cửa sao? Yên tâm, cửa này chúng ta có thể qua được. Đây là thuốc tốt, tiểu huynh đệ dùng đi. Cảm ơn. Không có gì. Huynh đã từng cho tôi bánh bao mà. Ngày mai huynh định thế nào? Xem giận tôi ra sao đã. Kim Mama nói, chỉ cần tôi qua được 3 lần thì sẽ xí xóa mọi chuyện. 3 lần? Mới có một lần mà huynh đã thừa sống thiếu chết, còn muốn lần thứ 3 nữa? Giúp huynh ấy đi, huynh ấy đáng thương quá. Thế này đi, ngày mai cứ nghe ta, ta sẽ giúp cho huynh thắng trận này. Ngươi thế nào? Không tin tôi à? Không, tất nhiên là không phải. Bây giờ chúng ta đang thiếu một người. Tiêu đại ca. Tiêu đại ca, người đến đây làm gì hả? Người đánh người của chúng ta đến mức này, người cút đi cho ta. Đừng đuổi cậu ấy, để cậu ấy lấy công chuộc tội chẳng phải tốt hơn à? Cái gì mà lấy công chuộc tội hả Tiêu đại ca? Chúng ta làm hắn sợ đến nỗi không dám đến nữa. Nếu biết sợ thật thì tốt. Cái con hỷ băng này trần cũng được đấy. Dạy dỗ một chút nhất định sẽ hái đà bạc. Chúng ta đến rồi. Các người kết lại thành một bang từ bao giờ thế? Có phải gọi là bang nhược phu không? Kim Mama, hôm nay chúng tôi có ba cùng lên, 1-1, 3-2. Bà thấy thế nào? Người định thay bọn họ hả? Trên võ đài này chưa từng thấy ai nói không được phép giúp đỡ. Người và Tương Giả 1-8, 1-10. Còn về thân hổ thì cũng chỉ ngang sức ngang tài. Còn tên này
Đến một chiêu là đi đời rồi. Các người khó thắng đấy. Vậy thì bắt đầu đi. Khoan đã, họa là do họ tự rước lấy. Ngươi muốn chịu thầy không sao cả. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải ký khế ước 10 năm với ta. Được. Công phu của ba người chúng ta phân thành thượng, trung, hạ. Để thi đấu công bằng, ba cũng phải phân dũng sĩ của mình thành ba loại thượng, trung, hạ. Được. Tương Giả, Nguyên Lục, Trung Bình, các người thi đấu đi. Tiểu huynh đệ chọn Tương Giả. Lên võ đài cứ nằm xuống nhận thua. Tin ta đi. Ta chọn ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Nhận thua. Kim Ma, ta là thượng sĩ, Trung Bình là trung sĩ, Tiểu Lục là hạ sĩ. Cho dù bọn họ ai lên để công bằng, ta sẽ nhường ba chiêu. Ta nhận thua. Kim Mama, ta là thượng võ sĩ, Trung Bình sẽ là trung võ sĩ, Tiểu Lục là hạ võ sĩ. Bất kể bọn họ là ai lên, để cho công bằng, ta xin nhường ba chiêu. Tiểu Lục nhất định thua. Trung Bình, ngươi lên đi. Đến đi, nhờ ngươi ba chiêu. Lại đi. Chết rồi, trúng kế rồi. Được rồi, không cần thi đấu nữa, các ngươi thắng. Thật sự không cần đấu nữa sao? Hân Hổ là trung sĩ, Nguyên Lục là hạ võ sĩ, đấu thế nào đây? Người cũng thật xảo quyệt. Lạc Nhi, chúng ta tự do rồi. Trận đấu hôm nay đánh rất đẹp. Tiêu đại ca, sao huynh lại nghĩ ra kế đảo ngược vậy? Tiêu huynh đệ có nghe nói về tích điền kỵ đua ngựa không? Thì ra là vậy. Xem ra tiêu đại ca đã từng đọc binh thư rồi. Còn hơn cả binh thư, Túc đại ca còn làm biểu đồ quân sự Trần Quốc. Đến cao nhân thời này là Tô Triết cũng đọc rồi, đều phải bái phục sát đất. Kỳ tài như vậy, không biết huynh có nghĩ tận dụng tài năng không? Dứt khoát ra ngoài đại náo một chuyến. Với tài năng và tài mưu lược của huynh, ta tin không bao lâu huynh sẽ nổi danh thiên hạ. Trước đây ta cũng có nghĩ tới, nhưng hiện thì không. Tại sao? Bởi vì ta đã tìm được mục tiêu của đời mình. Nguyện say đắm trong dịu dàng, không ra xa trường,
không biết sinh tử. Thật đáng tiếc, không tiếc chút nào. Con người sống ở đời đều phải vui vẻ. Nào, chúng ta uống rượu đi. Ta cũng uống. Đợi chút, muội là nữ nhân mà cũng muốn uống sao? Sao, huynh coi thường nữ nhân à? Những việc phụ nữ bọn em có thể làm, nam nhân các anh còn chưa làm nổi đâu. Có ngon không? Số đồ nhắm này chắc không đủ rồi. Chúng ta mau đi bắt thêm cá thôi. Đi thôi, đi nào. Tiêu Huy thật sự có thể làm nên đại nghiệp. Cô thật hạnh phúc. Rất ít đàn ông nguyện vì một người phụ nữ mà hy sinh lý tưởng của mình lắm. Tiêu đại ca, tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia ly. Chúng ta cáo biệt ở đây nhé. Bình Đô đang có chiến, hai người lại không biết võ công, đi đường phải cẩn thận đấy. Được rồi. Huynh thật sự không suy nghĩ về việc ta nói với huynh mấy hôm trước sao? Ta không có cái giả tâm to lớn ấy, chỉ muốn bình yên sống một đời. Được rồi, mỗi người một chí, ta không ép huynh nữa. Bức thư này huynh hãy cầm lấy. Nếu huynh có bất cứ khó khăn gì, hãy mang bức thư này đến Tước Quốc tìm Vân Cường, huynh ấy sẽ giúp huynh. Cáo từ. Cáo từ. Muội thật sự sẽ đi theo ta sao? Đúng thế, dù sao ta cũng không còn nơi nào để đi. Đi cùng ta sao phải chịu khổ đấy. Hơn nữa ta nói muội không được trộm. Muội biết rồi, sau này muội sẽ không trộm đồ nữa. Muội nói thật đấy. Ta đi Bình Đô có phải muốn tìm Vân Cuồng không? Sao muội biết? Ngày nào thì cũng ngóng nghe tin tức về Bình Đô. Muội nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Vậy muội còn đi theo ta, không phải muội rất sợ huynh ấy sao? Có tỷ bảo vệ, muội không sợ. Hơn nữa, Vân Cuồng đến Lâm Dương làm vua tạm thời, vậy không phải tỷ sẽ là hoàng hậu sao? Ông trời ơi, ta lại kết bạn cùng với hoàng hậu. Nói ra ai tin chứ? Điều này không quan trọng. Quan trọng là huynh ấy vẫn là huynh ấy. Không biết hiện giờ huynh ấy thế nào rồi. Vân Cuồng. Vân Cuồng. Vân Gia Quân. Vân Gia Quân. Mệt rồi sao? Không phải huynh nói không muốn ra ngoài lập nên đại nghiệp sao? Tại sao lại còn chăm chú đọc bức thư này? Xem cho vui thôi mà. Nếu mọi không thích thì ta đốt nó luôn. Đây là thiện ý của Lữ huynh đệ, không được tùy tiện. Với ta, muội là quan trọng nhất. Nếu so sánh muội với những thứ khác, bao gồm cả sinh mạng của ta, ta cũng sẽ chọn muội. Huynh sẽ yêu muội bao lâu? Một đời một kiếp. Vậy tình yêu của muội nhất định là sâu nặng hơn huynh. Muội yêu huynh trọn đời trọn kiếp.
Lạc Nhi, chúng ta cũng đi nhầm đường đấy chứ. Đã mười mấy ngày rồi, sao vẫn chưa đến Bình Đô? Ta cũng không biết. Ta chỉ đi theo hướng Tiêu đại ca chỉ, đi về phía đông. Vậy chúng ta hãy đi tìm ai đó hỏi đường đi. Đại ca, Quỳnh có biết đường đi đến Bình Đô đi đường nào không? Đây chính là Bình Đô rồi. Không phải chứ. Mọi người có biết dân cuồng Quỳnh ấy đang đóng quân ở đâu không? Cô nương, tôi nói cô không có chuyện gì, tự nhiên lại nhắc đến dân cuồng đó làm gì? Sớm biết như vậy, trận này chi bằng không đánh còn hơn. Đúng thế. Quỳnh ấy thật sự quá đáng vậy sao? Đúng thế đấy. Đánh trận mà ở đâu không có chết người chứ? Các người cứ một câu dân cuồng không tốt, hai câu dân cuồng không tốt. Các người có biết tỉa là gì của dân cuồng không? Nói ra sẽ dọa các người sợ chết đi. Hỉ băng, tỉ sợ gì chứ? Tỉ vốn dĩ chính là người phụ nữ của dân cuồng mà. Nếu để bọn họ nói loạn hết thế này, sao này tỉ còn có uy tín gì được nữa đây? Tôi nói cho mọi người biết, tỉ ấy chính là người trong lòng của dân cuồng đó. Cô nói sao? Thì ra hai người chính là người nhà của dân cuồng. Các vị, ông trời đúng là có mắt. Hôm nay chúng ta có thể có ân trả ân, có thù báo thù. Đúng đấy, làm gì đấy? Tôi nói cho mọi người biết, đại quân của dân cuồng đang ở phía sau. Nếu các người làm loạn, cẩn thận đến lúc đó sẽ mất đầu cả lũ đi. Đừng tin lời bọn họ, họ lừa chúng ta thôi. Vừa nãy cô ta còn hỏi tôi, dân cuồng đang đóng quân ở đâu mà. Đúng thế, đánh đi. Đúng là tôi không biết dân cuồng đóng quân ở đâu, nhưng Quỳnh ấy sẽ đến đón phu nhân nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta đánh cược xem, rốt cuộc là đầu ai rơi xuống đất trước. Đánh đi, đánh. Người thân của chúng ta chết cũng đã chết rồi, coi như là giết hết bọn họ rồi. Người thân của chúng ta cũng có sống lại được đâu. Tôi thấy chúng ta mau nên đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Các vị, chúng ta không thể làm vật hy sinh vô nghĩa được. Chúng ta đi thì hơn. Đi đi. Nếu gặp dân cuồng hãy nói với hắn. Nếu để tôi gặp hắn, tôi nhất định sẽ không để hắn đi đâu. Đúng đấy, đừng nói nữa. Tuyệt đối không tha cho hắn. Đi thôi, đi thôi. Sao tỷ lại nhìn muội? Muội làm gì tỷ thôi mà. Những người đó đều nói người tỷ yêu là tên giết người điên cuồng. Lẽ nào tỷ không quan tâm sao? Xem ra dân đại ca đã làm sai rất nhiều chuyện. Tính khí Quỳnh ấy rất nóng giận. Điểm này Quỳnh ấy phải học hỏi nhiều ở Hải đại ca. Hải đại ca? Hải đại ca là ai? Hải Thiên Khấu Công. Sao tỷ lại quen nhiều nhân vật lợi hại như vậy chứ? Tỷ thật giỏi. Thật ra muội cũng đã gặp Quỳnh ấy rồi. Đợi muội với, tỷ vẫn chưa nói cho muội biết muội gặp Hải Thiên khi nào chứ. Trời mưa rồi, mau đóng cửa lại, đừng để bọn họ vào. Làm gì thế? Mau mở cửa ra. Tôi đã nói hai người đi đi, ở đây không hoan nghênh hai người. Căn phòng này cũng không phải nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi bọn ta đi? Ta phải vào, phải vào. Ta không mở, không cho các ngươi vào. Hỉ băng, thôi đi. Muội đừng làm loạn thêm nữa, chúng ta đi tìm chỗ khác. Tỷ nói có đen đuổi không chứ? Đều tạm dân cuồng nhà tỷ cả. Khi không lại đi giết bao nhiêu người làm gì? Hại chúng ta phải chịu ướt mưa ở đây. Không phải vừa muội mới nói Quỳnh ấy rất tốt sao? Sao bây giờ đã nói ngược lại rồi? Khi nãy nói Quỳnh ấy tốt là vì trời chưa mưa. Bây giờ trời mưa rồi, chứ vì Quỳnh ấy giết nhiều người như vậy, đến chỗ trú mưa chúng ta cũng không được vào. Tức chết đi được. Không được, muội không chịu như thế. Đại ca, khi nãy chúng tôi nhầm. Thật ra chúng tôi không phải người nhà của dân cuồng. Chúng tôi là người nhà của Khấu Công. Khấu Công tên là Hải Thiên đúng không? Khắp thiên hạ đều biết Khấu Công là Hải Thiên. Cô bớt nói bừa mà hãy đi đi. Tôi không nói bừa, tôi nói thật đấy. Mở cửa cho chúng tôi đi, mau đi đi. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ ngươi ra mồ hôi lạnh, sắp lạnh chết rồi. Đồ heo các ngươi. Mở cửa cho ta. Đào tay quá. Bà ấy sao vậy? Không liên quan gì tới cô.
cô không cần quan tâm. Triệu chứng của bà ấy hình như Lạc Nhi đã nói là không liên quan đến tỷ rồi mà. Tỷ định làm gì? Mọi lần thường lấy mặt nóng áp vào mông. Đừng dây quanh bà ấy nữa, để cho bà ấy có chút không khí để thở. Đừng đứng bên cạnh bà ấy, mọi người tán ra đi. Cô nghĩ cô là ai? Dựa vào đâu mà chúng ta phải nghe cô? Có phải gần đây bà ấy thấy ngực rất khó chịu không? Muốn ho mà không ho được, hơn nữa cảm thấy rất khó thở. Đúng đó. Bà đi bị mắc ôn dịch. Trước kia tôi đã từng chăm sóc một bệnh nhân như vậy, triệu chứng giống hệt với bà ấy. Quỳnh có thể tin tôi không? Được. Bây giờ tìm một người nấu ấm nước nóng, tắm cho bà ấy, thay quần áo sạch sẽ cho bà ấy, đem quần áo của bà ấy đốt hết đi. Ôn dịch này sẽ bị truyền nhiễm, vì thế mọi người không nên tiếp xúc với bà ấy. Nếu muốn tiếp xúc với bà ấy thì phải lấy quần áo cũ bao tay lại, như vậy mới không bị truyền nhiễm. Huynh hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Còn nhìn tôi làm gì? Muốn nhìn bà ấy chết à? Mau đi thôi. Ta thấy cô ấy nói đúng đấy. Làm như cô ấy nói đi. Mau đi thôi. Cái gì mà gừng non gừng dại? Tìm lâu thế rồi mà vẫn không tìm thấy. Tỷ có chắc là thực sự có thứ có thể chữa được bệnh ôn dịch đó không? Không chắc. Ta nhớ lần trước lúc Hải Bá Phụ bị mắc ôn dịch, ra mồ hôi là khỏi. Vị của gừng dại đậm hơn vị gừng non, nên chắc là có tác dụng. Có lẽ thế. Mà này, bà ấy vừa nhìn đã thấy không ổn rồi. Tỷ không chữa được cho bà ấy, có khi lại gây phiền phức cho mình. Hay là bây giờ chúng ta đi thôi? Không được, đó là một mạng người. Sống trong thời kỳ loạn lạc, mạng người không đáng tiền. Tỷ không thấy cả đoạn đường này có biết bao nhiêu người chết vì tai họa sao? Dựa vào tỷ, tỷ có thể cứu được mấy người. Có thể cứu được một mạng thì cứu chứ. Làm người phải làm việc thiện thì mới không cảm thấy hổ thẹn. Được rồi, mặt trời sắp xuống núi rồi, mau đi tìm thôi. Lạc Nhi, tỷ đến đây xem này. Đây là quân của Hải Thiên, nhất định là họ đến hợp với quân của dân cuộc. Chúng ta có nên đi gặp quân ấy không? Sau này trên đường chí ít còn có người quan tâm. Này, đừng gọi nữa. Chúng ta mà đi thì những người dân gặp nạn sẽ ra sao? Thôi bỏ đi. Hải đại ca dẫn theo quân, không thể dẫn theo những người yếu ớt như chúng ta. Tiếp tục tìm đi. Tìm thấy rồi. Đừng có mà không vui như thế. Muội thử nghĩ theo góc độ khác thử xem. Nếu như lúc muội gặp khó khăn, muội có muốn người khác đến giúp chúng ta không? Thật là không thể chịu nổi tỷ nữa. Chắc không lạnh nữa rồi phải không? Mẹ tôi tỉnh rồi. Mẹ tôi tỉnh rồi. Đừng làm ồn. Đó chỉ là phản ứng sau khi bà ấy uống canh gừng nóng thôi. Để bà ấy ngủ một lát. Đợi một lát sẽ khỏi ngay. Quách Lý, ngươi cũng nên đi nghỉ đi. Mọi người cũng nên đi nghỉ đi. Tôi ở đây là được rồi. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ, tôi biết ngay mà, hai người không phải người tốt. Dân cuồng đã giết đi bao nhiêu người thân của chúng tôi. Người nhà hắn ta có thể là người tốt sao? Không phải như vậy đâu. Huynh nghe tôi nói, không phải như vậy. Bà con, theo Quách Lý ta, chúng ta giết hai người này đi. Cũng là để trả thù cho bác gái, cũng như những người thân đã mất. Có đúng không? Đúng đúng đúng. Bỏ tôi ra. Mẹ tôi tỉnh lại rồi. Mẹ. Thẩm. Thẩm à.
Tôi đói rồi, mẹ muốn ăn à? Con sẽ đi chuẩn bị cho mẹ. Mẹ cố gắng chịu một lúc, mau đi. Tỉnh rồi, còn muốn giết nữa không? Một lũ điêu dân. Hai vị cô nương, thật sự rất xin lỗi. Quách Lý ta đã trách nhầm hai vị cô nương. Hai vị cô nương, vậy chúng tôi không tiễn nữa. Chúng tôi sẽ không quên ơn của hai vị. Nếu như hai vị nhất định phải tìm Vân Cuồng, thì cứ đi theo hướng Tây, con đường núi này là có thể tìm được. Nhưng bây giờ Vân Cuồng đang đánh với Bình Đô. Tôi thấy hai vị chi bằng tìm một chỗ ở Lâm Dương đợi đã. Thứ nhất, có thể bớt được quãng đường đi. Thứ hai, tránh bỏ lỡ cơ hội gặp. Xin hãy nghe lời tôi. Đa tạ chỉ giáo. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Quỳnh Quốc. Tướng giả. Tiêu Huy, ngươi bị điên à? Ngươi cho rằng ta ép buộc người phụ nữ của ngươi sao? Ngươi đi hỏi cô ta. Tự mình đi hỏi cô ta đi. Chính cô ta đã gọi ta đây. Là ta đã ép cô ấy sao? Tại sao? Người nói gì chứ? Tương giả đây đã đánh trăm trận trăm thắng, có rất nhiều tiền. Cậu thì sao? Bây giờ không có ai tìm cậu rồi. Nếu như tôi là cô ấy, tôi cũng không chọn cậu. Mau đi đi. Cậu cũng muốn làm loạn ở đây sao? Cẩn thận tôi báo quan đến bắt cậu đi. Thật sự là thế à? Là vì tiền sao? Được. Được. Đại ca. Cô muốn thắng tôi không? Nếu muốn đánh thắng ta thì phải chấp nhận thách thức của ta. Thù lao của tôi Huynh sẽ nhận 1/10.
Kim Mama, bà xem, tôi có tiền rồi. Bà nói với Quỳnh Quốc, tôi có thể đảm bảo cho cô ấy cuộc sống tốt nhất. Bà gọi cô ấy ra gặp tôi đi. Dựa vào chút tiền này mà cậu dám ra đây gặp người ta. Tương giả người ta cho Khuân tưng hôm đến rồi. Cậu nói thử xem Khuynh Quốc sẽ chọn ai. Tôi có thể tiếp tục kiếm tiền. Đủ rồi, đừng có tưởng rằng ta không biết mấy đồng tiền của cậu là từ đâu. Danh tiếng của cậu đã không còn rồi, sau này sẽ còn ai cho tiền cậu nữa. Cậu đi đi, Khuynh Quốc sẽ không gặp cậu đâu. Không đâu. Bà nói với muội ấy, tôi đã đến rồi. Muội ấy nhất định sẽ gặp tôi. Nói thật với cậu, chính là Khuynh Quốc không muốn gặp cậu. Cậu gây chuyện ở đây cũng không có tác dụng đâu. Khuynh Quốc, muội gặp Quynh đi. Người đâu, kéo cậu ta đi. Mau ra đây. Khuynh Quốc, Khuynh Quốc, muội ra đây. Chuyện này, Khuynh Quốc, cầm tiền của cậu đi đi. Khuynh Quốc nói rồi, nếu muốn gặp cô ấy, trừ khi cậu trở thành tướng giỏi nhất thiên hạ, trở thành vua một nước, nếu không, giữa hai người chỉ có ba chữ, không thể được. Đi mau. Đi mau. Chính là huynh ấy. Chẳng phải là Tiêu Huy, người đàn ông mà lúc đầu tỷ muốn sống chết đòi gả đi sao? Không phải đâu. Sao ta lại thích loại người đó được? Muội nhìn dáng vẻ của anh ta đã thấy không phải là người tốt rồi. Đại phu, cô ấy thế nào? Vết thương trên mặt cô ấy có lành được không? Bị bỏng đến mức này, có thể giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Việc trước mắt là phải dưỡng bệnh. Nếu không, e rằng ngay cả đứa con cũng không giữ được. Con? Ông nói cô ấy có thai. Thai được 2 tháng rồi. Thật đáng chết. Cậu ta thật sự là quá đáng rồi. Tôi tức chết mất. Lão nương phải đến nơi áp giải lột da cậu ta. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Chúng ta nên đi kê đơn bốc thuốc. Cô ấy đã như vậy rồi, tôi còn kê đơn bốc thuốc cho cô ấy. Lão nương thật sự kinh doanh lỗ vốn rồi. Làm thế coi như chưa đủ sao?
Cô cầm số tiền này đi, đừng trách mama vô tình. Ai bảo cô lại rước cái họa này vào thân. Cô tự nhận là mình đen đuổi đi. Lẽ nào cuộc đời ta chỉ đến như thế này là kết thúc rồi sao? Không, sẽ không. Té ngã rồi nhất định còn có thể đứng dậy được. Phong thư này huynh cầm đi. Nếu như huynh có khó khăn gì, hãy đem phong thư này đến tước quốc tìm Dân Cuồng. Huynh ấy nhất định sẽ giúp huynh. Đúng rồi, Dân Cuồng. Liệu huynh ấy có giúp được ta không? Mau dậy đi, dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ngươi làm sao thế? Mau đứng dậy đi. Đưa chìa khóa cho ta, ta sẽ thả ngươi. Nếu không, ta sẽ giết. Sao lại dừng lại vậy? Phía đó có người nằm, ta đi xem một chút. Đi. Tiểu huynh đệ. Nương tử, chẳng đến người ta làm gì cũng không biết, liền cho người ta lên xe ngựa. Dạng nhất là cường đạo thì phải làm sao? Những năm tháng này có ai là không gặp cảnh khó khăn đâu. Tiểu huynh đệ, cậu ta vẫn còn thở. Lẽ nào chúng ta thấy chết mà không cứu sao? Kỷ Nhi, cậu nói xem đúng không? Đúng ạ. Vậy chúng ta dìu Thúc Thúc này lên xe ngựa đi. Có thích hay không thích hả? Vậy sau này con có nghe lời hay không có? Sau này mình sẽ làm cho con thật nhiều trông chóng có được không? Đứng lại. Bên trong là ai? Là người nhà tôi. Đi đi. Cậu tỉnh rồi à? Đây là đâu? Là Lâm Dương. Lâm Dương. Trường Cát thua trận.
dân cuộc công pháp dọc dây đang dẫn quân đến đây. Hải Thiền hiện tại cách thành Lâm Dương chưa đến 400 dặm. Quân của dân cuộc sắp đến dưới thành rồi. Các người mau bày cách xem. Mau bày cách cho ta. Lẽ nào có một đại trần quốc này sẽ bị hủy trong tay La Phong sao? Đám đại thần các ngươi bình thường đều nhao nhao tranh nhau nói. Hiện tại thì sao, ngay cả đến một câu nói cũng chẳng thấy đâu. Nói đi chứ. Được, nếu như các ngươi không nghĩ ra biện pháp gì, vậy thì tất cả cùng bán Dương hy sinh cho đất nước này hết đi. Ta muốn xem cả đại trần này có được bao nhiêu trung thần. Đại Dương tha mạng. Đại Dương, Đại Dương. Đám phế vật các ngươi. Đại Dương, xin ngài bớt giận. Lão thần có cách. Lão thần tự có biện pháp. Thừa tướng thật sự có cách sao? Đại Dương, lúc Trần Dương thống nhất lục quốc, Trịnh quốc cũng lâm vào nguy hiểm tương tự. Nhưng thái tử nước Trịnh đã nghĩ ra được một diệu kế, phái người ám sát. Đúng là như vậy, nhưng đó là một tiền lệ thất bại. Đại Dương, chính vì như thế Trần quốc ta phòng bị nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ đội quân cấp dân cuồng thì không như thế. Ý của ngươi là giả vờ đầu hàng, sau đó tìm cơ hội ám sát dân cuồng. Một khi thành công, Hải Thiên cũng tốt, tên cầm đầu khác cũng tốt. Một khi quân đã như rắn mất đầu, nhất định tan rã. Còn vấn đề tìm thích khách, Đại Dương, một đại trần to thế này, lão thần tự có cách của mình. Được, vậy mọi việc đã phải nhờ kẻ thừa tướng đi làm rồi. Lão thần tuân chỉ. Thúc thúc chơi cùng con đi. Được, thúc thúc chơi cùng con. Kiến Nhi, con chơi một mình đi, đừng làm phiền thúc thúc. Cha xem đẹp không? Cảm ơn thúc thúc. Ăn cơm thôi. Cha về rồi à? Ăn cơm thôi. Ăn cơm. Ăn cơm nào. Trong nhà không có thức ăn gì, cậu chịu khó. Như thế này đã là rất tốt rồi. Đại Dương có lệnh, những nam tử đủ 18 tuổi ở trong thành Lâm Dương chưa qua 40 tuổi đều nhất loạt đến điện Thái Hòa để thẩm tra. Dẫn bọn họ đi. Đi. Mẹ, nương tử, đứng dậy. Ngươi còn dám động đậy, ta giết luôn hắn. Dẫn đi. Các ngươi đưa tướng công của ta đi đâu? Nương tử, các ngươi không được bắt người bừa bãi. Nương tử, Kiến Nhi, nàng không cần lo, ta cũng không phạm tội gì, ta sẽ về ngay thôi. Tướng công, ta sẽ về nhanh thôi. Đây là căn phòng được trang bị các cơ quan, bố trí khắp cả gian phòng này. Muôn hình dạng dạng các cơ quan ở đây. Là nơi an toàn nhất ở trong căn phòng này, chính là nơi các ngươi đang ngồi. Các ngươi nếu không có chuyện gì thì không nên đi lại lung tung, để tránh xảy ra việc đáng tiếc. Đây là sao? Nhốt chúng ta ở đây không thèm ngó đến.
chạy mau, chạy mau. Mọi người chạy theo ta. Đại nhân, cuộc khảo nghiệm đã kết thúc. Những người ở đây toàn bộ đều thông qua. Các ngươi biết lão phu muốn các ngươi làm việc gì không? Hiện tại quân đội của dân cuồng đặt uy hiếp chúng ta. Đại Trần ta nguy hiểm cận kề. Để trấn áp quân địch, lão phu đã xin ý chỉ của đại vương, muốn tìm trong số các ngươi một người võ nghệ cao cường, giả vờ hàng quân địch, sau đó tùy cơ ám sát dân cuồng. Đây không phải là việc nguy hiểm tột cùng sao? Ta sẽ không đi đâu. Đúng đúng, ta không đi. Không đi không đi. Chuyện này không thể dễ dàng được. Không đi cũng được, nhưng sau này sẽ không còn gặp lại người nhà các ngươi nữa. Tướng công, cha. Hưng dượng của quốc gia, dân thường như các ngươi đều phải có trách nhiệm. Lão phu ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Đại nhân, chúng ta nhiều người như thế này, ngài chỉ có thể chọn một người. Vì ngài chọn ai? Tất cả các ngươi chỉ có một người được sống. Còn về ai sẽ được sống, phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Người đâu? Có. Đưa binh khí lên. Dạ. Các ngươi làm gì vậy? Xem ra trong hai người các ngươi, ai sống ai chết đã rất rõ ràng rồi. Tiêu huynh đệ, giết ta đi. Ta không phải là đối thủ của huynh. Huynh giúp ta chăm sóc người nhà ta được không? Đại nhân, tha cho huynh ấy. Ta sẽ đi ám sát dân cuồng. Người dựa vào cái gì mà ra điều kiện với ta? Dựa vào ta chính là hy vọng duy nhất của các người.